Bác chơi đồ nghe nhạc à? Chơi Đồ hai en gì? đèn đó vợ, nhưng mà không không chơi cái đồ khổng thì chơi thì toàn giải. Rồi rồi. Vâng, Khang Minh GVL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em hôm nay đang xem theo dõi trên kênh. Hôm nay chủ nhật ngày 26 tháng 4. Hai con Crown Comtech 1600 thì hồi buổi sáng hôm nay Khang Minh đón bác khách bên Bắc Giang nữa. Xin lỗi các bác mà cái bác này là không cho quay thằng người, chỉ quay này thôi nhá. Đây con Comtech 1600 nữa đã có chủ nhân đến đón. Thì cái video này Khang Minh quay giới thiệu qua các bác và quý anh em thêm cái con Comtech này. Tại sao Khang Minh lại nhập cái đời đời mặt đen này? Bởi vì cái đời mặt đen này thứ nhất là giá hợp lý này, thứ hai là cái công suất của nó thì rất là ấn tượng, nó nhỉnh hơn cả 2400. Và cái chất âm nó đánh ra thì rất là chất luôn và cũng không thể coi thường được cái đời này đâu. Cái đời này các bác và quý anh em cứ chơi thì sẽ biết, nó cũng không kém cái đời mặt nhôm mấy đâu về cái chất tiếng và cái độ trâu bò của nó. Thì sắp tới Khang Minh sẽ tìm thêm cái nguồn hàng để Khang Minh tuyển được những cái con xuất sắc như thế này về Khang Minh cung cấp cho quý anh em. Giá thì rất là tốt rồi. Công suất thì đánh thì xin quay qua cái con này của bác trước khi hôm nay bác kiểm tra xong rồi thì test test âm qua con này nữa. Thì hôm qua Khang Minh đã có cái bản test âm của cái Crown này rồi. Mọi người xem cái video đó hoặc là những cái video Khang Minh giới thiệu cái thông số kỹ thuật rất là chi tiết của từng sản phẩm. Những cái sản phẩm mà Khang Minh cập nhật về thì chắc chắn nó phải là hữu ích cho mọi người dùng. Thứ nhất là mọi người dùng sẽ chất về hàng xịn, hàng tuyển. Thứ hai là mọi người dùng những cái đồ mà Khang Minh cung cấp thì khẳng định với các bác và quý anh em sẽ không bị lỗi thời. Tại sao có những cái món đồ mà các bác quý anh em hỏi tại sao Khang Minh không nhập những cái món đồ rẻ hơn hoặc là những cái loa nhỏ hơn này kia, không bao giờ Khang Minh nhập những cái đấy. Các bác và quý anh em hiểu rằng bây giờ cái xu thế âm thanh, cái chơi chơi của cái thị trường Việt Nam hay là cái gu chơi của người Việt Nam là nó khác và nó pro hơn rất nhiều. Bây giờ chơi những cái đồ nó nhỏ hay là các cái thiết bị nó rẻ tiền một chút thì các bác và mọi người mua là sẽ bị lạc hậu ngay đấy. Cho nên là Khang Minh nhập về những cái món đồ mà Khang Minh cung cấp cho các bác và quý anh em thì nó rất là đặc biệt. Và Khang Minh cũng không có nhiều hàng, chỉ có những cái hàng xịn, hàng zin nguyên và hàng xịn, hàng đẹp thôi. Thì cái video Comtech 1600 là đến đây. Khang Minh kết hợp luôn cái test cái con Crown 1200 Macrotech của một em khách ở Hải Phòng. Thì Khang Minh sẽ test luôn cái bản này trên cái video này, kết hợp hai bác khách, bác đón con Comtech 1600 và cái video Khang Minh test con Crown này luôn để Khang Minh ngày mai thứ hai là Khang Minh ship trả em. Thì con này thì một em Khang Minh cũng chưa có biết tên và cũng chưa biết địa chỉ, thì em cũng chưa có nhắn vào Zalo gì cả. Khang Minh đã nhận được tiền của em 100% con Crown Macrotech 1200 đời đầu. Đây là cái con của em nhá, chạy toàn bộ 24 con sò vương miện và hai con tụ Philips vương miện. Con này sở hữu cái đời cạc số, cái vỉ cạc tín hiệu này. Quay qua để các bác và quý anh em cùng xem. Đồng thời bác vòng nước hộ em này. Em quay cái video test cái âm cái con này để em gửi cho khách ngày mai. Cánh quạt này trắng bốp luôn và zin nguyên bản. Sản xuất tại Mỹ. Đây là số CZ. Số CG con của em nhá. Em nhận được thì kiểm tra những cái thông tin này. Đánh thẳng ra cặp loa 4725A CG2. Cực kỳ đẹp luôn. Chạy nguồn điện dùng trong nội địa Mỹ 120V. Tuy nhiên ở dòng điện Việt Nam các bác dùng những cục biến nguồn thì mọi người cắm vào cái điện 100V nó sẽ ổn định hơn nhá. Cái dòng điện ở Việt Nam cắm vào 120 nó không ổn định bằng 100 đâu. Bây giờ Khang Minh mời các bác quý anh em nghe qua một cái bản Bolero
cái chất âm của cái bài này thì nhạc nó không hay, nhưng mà các bác xem cái độ chi tiết của con Crown 1200 nó đánh nhá, cái vỉ cạc số. Đã bật đó. Ở Crown Khang Minh mở maximum, giảm công suất điều khiển ở đây. Chất âm nó rất là trung thực, chi tiết. Tuy là cái nhạc bài này Khang Minh lấy cái nguồn nhạc thì nó cũng không được lỗi nhạc, không được hay cho lắm. Các bác quý anh em quan tâm đến những đồ âm thanh bị bãi hàng cao cấp tuyển chọn, liên hệ cho Khang Minh nhé. Đây là địa chỉ, số điện thoại của Khang Minh. Khang Minh xin dừng video tại đây để tiếp đón bác khách bên Bắc Giang sang đón con Crown Comtech 1600. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.